Ăn da gà và da lợn thì có tích mỡ không? Câu trả lời là chúng ta phải xem nha. Cái việc mà chúng ta tích mỡ ấy, nó không hoàn toàn phụ thuộc vào cái lượng mỡ mà chúng ta ăn vào đâu, mà nó còn phụ thuộc vào nhiều cái yếu tố khác. Ví dụ như là ở đàn ông, đối với nam giới thì cái việc mà chúng ta uống bia, uống rượu chẳng hạn, thì nó sẽ làm tăng cái quá trình tích mỡ trong gan và trong vùng bụng. Và thứ hai nữa là chúng ta ăn quá nhiều đường ngọt, các cái tinh bột quá mức từ thực phẩm nữa. Mà tuy nhiên thì cái chất béo từ da gà hoặc da lợn nó không gây tích mỡ theo cái cơ chế trực tiếp đâu. Cái chất béo đó nó không làm tăng trực tiếp cái lượng mỡ thừa trong cơ thể. Cơ thể chỉ tích mỡ khi mà cái thức ăn mà chúng ta ăn vào vượt quá cái lượng calo ấy, nó vượt quá cái năng lượng tiêu hao, tức là từ bất kỳ cái nguồn nào mà khi mà chúng ta ăn vào trong cơ thể của chúng ta, nếu nó vượt qua cái nguồn năng lượng tiêu hao của cơ thể thì nó sẽ được lưu trữ lại. Và bên cạnh đó thì cơ thể của chúng ta sẽ dễ dàng chuyển hóa carbon hydrate, hay gọi là tinh bột hay đường ấy, thành glucose, là một cái loại năng lượng chính mà tế bào sử dụng. Khi mà chúng ta ăn quá nhiều tinh bột hoặc đường thì cái lượng glucose dư thừa nó sẽ chuyển hóa thành glycogen dự trữ ở trong gan và cơ bắp. Và khi glycogen này đầy thì nó lại chuyển hóa thành triglycerid. Thì đây là một cái loại chất béo được dự trữ trong mô mỡ. Bên cạnh đó một cái yếu tố khác đó là fructose từ đường trái cây. Đây là một cái quan trọng có thể gây tích tụ mỡ này, và nó đặc biệt là nó cũng có trong những cái đồ uống có cồn như là rượu, bia này, và được chuyển hóa chủ yếu ở gan. Và cái lượng fructose dư thừa dẫn đến mỡ gan và nguy cơ gan nhiễm mỡ. Như vậy thì chúng ta thấy rằng là cái việc tích mỡ hay không nó sẽ không hoàn toàn vào cái việc mà chúng ta ăn mỡ hay không, mà có rất là nhiều cô bác anh chị là chúng ta đi kiêng quá mức, mà nó phải liên quan đến việc cân bằng calo. Nếu như mà cái lượng calo tiêu thụ từ thực phẩm khi mà chúng ta ăn vào vượt quá cái lượng mà chúng ta tiêu hao qua các hoạt động hàng ngày thì chắc chắn là mỡ sẽ bị tích lũy. Nên là mọi người hình dung là cái lối sống tĩnh tại, ít vận động ấy, là những cái người mà chúng ta càng dễ tích tụ mỡ, đúng không ạ? Còn những cái người vận động viên hoặc là những người hoạt động thể chất nhiều thì chúng ta có bao giờ thấy họ béo không ạ? Một cái chế độ ăn mà chúng ta ăn quá nhiều carbon hydrate, tinh bột, các cái chất bột đường, rồi các thực phẩm chế biến sẵn, nước ngọt có ga ấy, rồi quá nhiều fructose luôn. Mấy cái đồ ăn chế biến sẵn đó thì nó khiến cho gan của chúng ta dễ bị cái tình trạng gan nhiễm mỡ nhiều hơn rất nhiều lần so với việc chúng ta ăn mỡ. Nên là qua cái video khá là thú vị này thì hy vọng cô bác anh chị chúng ta, thứ nhất là chúng ta phải hiểu cái gì tạo ra cái gì, và cái nguyên nhân cốt lõi của cái bệnh mỡ máu hoặc các bệnh lý gan nhiễm mỡ của chúng ta là cái gì để chúng ta biết cách cải thiện nó. Cái dinh dưỡng cũng là một cái thứ rất là quan trọng. Chúng ta biết là cái thực phẩm nào chúng ta cần tránh và những cái thực phẩm nào nó ảnh hưởng lớn tới sức khỏe của chúng ta. Nếu thấy video thú vị hãy chia sẻ người thân bạn bè của mình để chúng ta cùng thay đổi những cái thói quen ăn uống để giúp chúng ta có một cái sức khỏe tốt hơn. Và bác sĩ Dung sẽ gặp lại bạn trong những video tiếp theo, và đừng quên đăng ký kênh để chúng ta có thể gặp lại nhau nhiều hơn mỗi ngày nha.